Ngày 31 tháng 10, Công an huyện Đức Hòa, Long An cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của anh V, chủ một đại lý bia tại xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, về việc bị một người nước ngoài vào nhờ đổi tiền rồi giật tiền bỏ chạy. Sự việc xảy ra vào ngày 30 tháng 10. Anh V cho biết có hai người nước ngoài đi vào cửa hàng của anh từ một chiếc xe bảy chỗ sau đó, một người vào trong quầy tính tiền cầm tờ 100 đô la Mỹ để nhờ đổi sang tiền Việt. Chị nhân viên ở quầy thấy người nước ngoài cần giúp đỡ nên đã cầm một sắp tiền đồng ra cho người này đổi. Người này lợi dụng việc bất đồng ngôn ngữ, cứ nói Việt Nam đồng, rồi cầm sắp tiền trong tay chị nhân viên xoay ra như thông báo giá trị tiền cần đổi. Sau đó, ông tay này đột nhiên chụp một số tờ tiền 500.000 đồng rồi chạy ra cùng người kia leo lên xe bảy chỗ. Mọi người trong cửa hàng đã chạy theo truy hô và níu giữ, nhưng hai người kia đã kịp lái xe tẩu thoát. Anh V cho biết số tiền việc bị mất khoảng 3 triệu đồng. Tuy nhiên, hai người kia trong lúc bỏ chạy đã làm rơi lại cái bóp có một tờ 100 đô la Mỹ và vài tờ 1 đô la Mỹ cùng một số tờ tiền của các nước châu Âu khác.